Đội tuyển Anh tạm đứng đầu bảng C vòng loại Euro 2024 sau 5 trận bất bại. Đương kim Á quân châu Âu lẽ ra sớm giành quyền tham dự vòng chung kết nếu không có trận hòa đáng thất vọng trước Ukraine cách đây một tháng. Dù vậy, huấn luyện viên Gareth Southgate và các học trò vẫn chiếm ưu thế trong cuộc đua ở bảng đấu này. Họ chỉ cần thêm 3 điểm trong 3 lượt đấu còn lại để đạt được mục tiêu. Cục diện hiện tại chưa hẳn là xấu đối với đội tuyển Italy, nhưng đủ khiến các cổ động viên của họ lo lắng. Nếu không có điểm trước đội tuyển Anh, thầy trò huấn luyện viên Luciano Spalletti sẽ phải đối mặt với rất nhiều sức ép ở hai lượt trận cuối gặp hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Bắc Macedonia và Ukraine. Đội tuyển Anh không nhận thất bại nào, chỉ hòa một lần trong 7 trận từ sau World Cup 2022. Tính trong vòng 1 năm qua, đội bóng có biệt danh Tam sư chỉ thua một trận duy nhất thất bại ở vòng tứ kết World Cup 2022 trước đội tuyển Pháp. Trên sân nhà, họ toàn thắng và chưa thủng lưới lần nào ở vòng loại Euro 2024. Ở trận đấu gần nhất gặp Australia, đội tuyển Anh thắng vất vả. Tuy nhiên, khi những trụ cột có phong độ cao cùng trở lại, đặc biệt là Harry Kane và Jude Bellingham, đội chủ nhà mới thể hiện đúng sức mạnh. Trong khi đó, chuỗi bất bại của Italy đang ở mức 4 trận, gồm trận cuối của huấn luyện viên Roberto Mancini và 3 trận dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Luciano Spalletti. Italy đang đối mặt với thách thức lớn khi phải đối đầu với một đội tuyển Anh đang trong phong độ ấn tượng. Cuộc đọ sức giữa hai đội tuyển hàng đầu sẽ quyết định bảng C và quyền tham dự vòng chung kết Euro 2024.